Khai. Linh hồn có thể nào cho tôi hỏi linh hồn một câu có được hay không? Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roma Vlog đây. Nếu như mọi người đã xem video vừa rồi, thật sự kế hoạch của mình đã thành công ngoài dự đoán mọi người. Mình đã có thể bắt được linh hồn của người phụ nữ phía sau chùa vào bên trong cái quách rồi mọi người. Khi mà mình đã biết được cái cách tấn công của bà ấy, khi mà mình vừa trả lời cái tiếng gọi của bà ấy mọi người, là bà ấy liền bay tới mình. Giống như lần trước mình đã từng dùng cái phần hồn tách của mình để thử nghiệm mọi người. Thì khi phần hồn tách của mình vừa lên tiếng để mà trả lời lại cái tiếng gọi của bà ấy, thì bà ấy liền bay lại và cắn cái phần hồn tách của mình mọi người. Biết được cái phương thức tấn công đó của bà ấy, cho nên ở video vừa rồi mình đã lên kế hoạch tạo ra một hố đen liên kết với lại cái quách mình đặt ở bên trong bài vị, và đã bắt được linh hồn của người phụ nữ này. Điều quan trọng hiện tại là chúng ta sẽ phải làm gì với lại linh hồn của người phụ nữ này mọi người. Thật sự nếu như mà mình không nghĩ về tình, nghĩ về lý á mọi người, thì mình có một cách rất là gọn mọi người ạ. Đó chính là mình sẽ rút hết toàn bộ âm khí của bà ấy đi ra ngoài, và sau đó mình sẽ thả bà ấy ra và bắt đầu tra hỏi bà ấy mọi người. Nhưng mà mình làm như vậy á mọi người thì nó không có hợp tình hợp lý cho lắm. Vì từ đầu là bà ấy ở ngoài sau chùa, mình là người đi ra ngoài đó. Mặc dù là bà ấy có ý định để làm hại mình, nhưng mà mình là người đã đi ra đó trước, xâm phạm vào cái nơi ở của bà ấy trước mọi người. Cho nên nếu như làm theo cách đó thì thật sự là không có được hợp tình hợp lý cho lắm mọi người. Còn nếu như bây giờ mình thả bà ấy ra thì có một số điểm thật sự rất là nguy hiểm như sau mọi người. Đầu tiên, mình đã trả lời cái tiếng gọi của bà ấy, là mình đã dính phải cái lời nguyền rủa của bà ấy rồi. Bây giờ chỉ cần mở bà ấy ra, có thể bà ấy sẽ bay tới và tấn công mình ngay lập tức mọi người. Cho nên về việc thả bà ấy ra trong thời điểm bây giờ rất là nguy hiểm mọi người ạ. Cho nên mình cần phải hỏi thầy Hùng kỹ trước, sau đó mình mới biết là mình nên làm gì với linh hồn của người phụ nữ này mọi người. Video tối như thế nào mời tất cả mọi người cùng đón xem. Trước khi xem video này, mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roma Vlog nhé mọi người. Những lượt like, những lượt bình luận của mọi người là một nguồn động lực rất lớn cho mình để có thể vững bước trên con đường tâm linh này. Mình cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng đón xem video tối nay nhé. Ok mọi người, mình cũng đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để có thể thực hiện cho nghi thức tối nay. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thắp hương lên và thực hiện cho nghi thức gửi hồn để có thể mời thầy Hùng ra đây và hỏi thầy Hùng về một số thứ mình cần biết về linh hồn của người phụ nữ này mọi người. Sau đó mình sẽ tính tới chuyện giải quyết linh hồn người phụ nữ này như thế nào nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thắp hương nhé. Xin phép mọi người mình được bắt đầu ạ. Mấy ngày hôm nay khi mà mình đi qua bên chùa để mà thực hiện thay trái cây cũng như là hoa quả bên chùa mọi người,
thì mình thường xuyên đi vào bên trong để kiểm tra xem là cái quách có an toàn hay không. Vì về cái lần trước khi mà cái hồ lô Kim Cang Lệnh đã tự động lăn ra ngoài và cái linh hồn quỷ bên trong đó đã trốn thoát, thì mình đã đề phòng về cái chuyện này rất nhiều mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thắp hương để thực hiện cho nghi thức gọi hồn nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm phép đèn lưu ly nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở con mắt âm dương nhé mọi người nhé. Dạo gần đây đêm ở bên chùa á mọi người, nghe tiếng rắn mà nó hít sáo á mọi người, nghe rắn mà nó hút gió á mọi người, nghe ớn lạnh luôn á. Bây giờ mình sẽ thực hiện nghi thức để có thể gọi hồn thầy Hùng nhé mọi người. Dạ, con chào thầy ạ. Ngày hôm nay, con mạo muội mời thầy ra đây. Con có một số chuyện muốn hỏi ý kiến của thầy. Con rất mong thầy trả lời giúp con ạ.
Dạ, chuyện là như thế này thầy. Lần trước khi mà con có chuẩn bị một cái buổi lễ cúng ở đây, có thầy và ông Lũ, thì con có kể cho thầy và ông Lũ nghe về chuyện là có một linh hồn ma nữ cứ gọi tên con mãi thôi thầy ạ. Bà ấy đang cố gắng để gài con, dính phải một cái lời nguyền của bà ấy. Thì con đã dựa vào cái điều đó để mà có thể bắt được linh hồn của người phụ nữ đó rồi thầy. Nhưng có một điều này con muốn hỏi ý kiến của thầy là con đã trả lời bà ấy. Con đã trả lời cái lời nguyền của bà ấy, rồi sau đó con đã bắt được bà ấy. Thì bây giờ nếu như con thả bà ấy ra thì có chuyện gì xảy ra hay không thầy? Con đã trả lời bà ấy thì con đã dính Giải quyết bà ấy trong Phật chứa. Ý thầy nói có phải là cái quách không à? Nhưng mà bây giờ không thả bà ấy ra được thì làm sao có thể giao tiếp được với bà ấy đây ta? Dạ có thầy, con có đặt hai lá phù trấn quỷ ở bên trên cái quách. Nếu như con khai mở cái quách ra thì bà ấy có thoát ra ngoài được không thầy? Dạ, con hiểu rồi. Bây giờ con sẽ đi vào bên trong, lấy cái quách ra đây, để thực hiện khai mở cái quách và sau đó giao tiếp với bà ấy. Con cảm ơn thầy ạ. Con cảm ơn thầy rất nhiều vì đã giải đáp cho con hiểu ạ. Có gì cứ gọi cho Dạ, con chào thầy ạ. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để mang cái quách ra đây mọi người. Mọi người đợi mình xíu nha mọi người nha. Ok mọi người, mình cũng đã mang cái quách ra đây rồi mọi người ạ. Theo như những gì mà thầy Hùng nói á mọi người, chỉ cần hai lá phù trấn quỷ còn ở bên trên vật chứa. Ý của thầy Hùng nói vật chứa ở đây chính là cái nơi mà đang chứa đựng cái linh hồn á mọi người. Mình hay gọi là cái quách đi cho dễ hình dung mọi người. Thì hai cái lá phù trấn quỷ này còn ở trên cái quách thì linh hồn đó sẽ không đi ra ngoài được mọi người. Dù là mình có mở cái quách ra, thực hiện nghi thức để khai mở cái quách ra thì linh hồn quỷ đó vẫn không đi ra ngoài được nếu như hai lá phù trấn quỷ còn nằm ở bên trên mọi người. Đó, cho nên bây giờ là mình sẽ bắt đầu thực hiện nghi thức để khai mở cái quách ra và sau đó giao tiếp với lại linh hồn của người phụ nữ này, xem là ý muốn thái độ của bà ấy như thế nào khi mà ở bên trong cái quách này nhé mọi người. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Vì mình có hỏi thầy Hùng rồi về việc á, là mình đã trả lời bà ấy như vậy rồi á, thì bây giờ thả bà ấy ra thì có vấn đề gì hay không? Thì mọi người cũng đã nghe thầy Hùng nói rồi đó là
mình đã trả lời là mình đã dính cái lời nguyền rủa của bà ấy rồi đó. Cho nên nếu như mà mình mở ra, chắc chắn một điều bà ấy sẽ đi tới để bà ấy tấn công mình liền mọi người. Cho nên là mình biết được một cách mà thầy Hùng vừa mới chỉ cho mình để mà có thể giao tiếp với bà ấy khi mà không cần phải mở để đưa bà ấy ra ngoài. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người nhé. Khai. Tôi xin chào linh hồn nhé. Bất đắc dĩ lắm tôi mới đưa linh hồn vào bên trong đây, vì tôi thấy linh hồn đang có ý định tấn công tôi. Cho nên bất đắc dĩ tôi mới đưa linh hồn vào bên trong quách này. Linh hồn đừng buồn tôi nha. Linh hồn có thể nào cho tôi hỏi linh hồn một câu có được hay không? Thôi thì tạm thời linh hồn cứ ở bên trong đây đi nhé. Khi nào tôi tìm được cách để có thể cảm hóa được linh hồn, tôi sẽ thả cho linh hồn ra. Khóa. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong mình thay cái lá phù mới mới được mọi người ơi. Có gì về nhà mình sẽ nói chuyện với mọi người sau nha. Bây giờ mình sẽ mang mang cái quách vào bên trong thay cái lá phù mới ra mọi người ạ. Mọi người xem nè. Có gì về nhà mình sẽ nói chuyện với mọi người nhiều hơn nha. Bây giờ mình đi vào bên trong mình thay cái lá phù của nào mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.